One second I'm racing, the next thing I know, the game is gone. All you gotta do is fix your game or go on to the internet. What? This place is bonkers. Nghe Suti giới thiệu thì mình thấy rất là hào hức. Suti thấy Suti giới thiệu phần 2, Suti có thích không? Điều mong muốn trong phần 2 này là có nhiều cảnh thú vị nè, những cảnh mà nội tâm rồi hài hước. Phần 2 sẽ rất là nhiều nhân vật mới, dễ thương hơn. Nó không phải như là dạng hoạt hình bình thường. Ai mà là fan của Disney thì chắc chắn là phải coi phim này, tại vì nó có rất là nhiều nhân vật từ những cái bộ phim khác của Disney. Có rất là nhiều cái thứ mà mình hay là sử dụng hàng ngày, như là Facebook, Instagram, máy tính, Twitter, rồi còn eBay các thứ nữa. Là tất cả mọi người khi mà xem phim này thì phải hô lên là wow, bởi vì cái sự sáng tạo của phim, như hình ảnh của phim rất là dễ thương, và cái tình bạn của hai nhân vật chính cũng rất là dễ thương nữa. Em Phương cảm thấy phim dễ thương lắm. Bình thường mình không có phải là fan của phim hoạt hình, nhưng mà hôm nay được mời tới đây và được xem thì cảm thấy phim này rất là ý nghĩa và rất là vui nữa. Trước đây thì phần 1 thì chỉ gói gọn nhỏ trong một cái thế giới game thôi, nhưng mà phần 2 thì nó ra một thế giới to lớn hơn. Tức là nói về thế giới internet nhưng mà nó gắn kết với tình cảm, nó khám phá được cái ước mơ, cái thế giới của mọi người. Nếu như là bạn không phải là một fan cứng của các công chúa Disney thì bạn vẫn có thể ra rạp xem phim này, bởi vì nó có rất là nhiều điều thú vị, rất là hấp dẫn, nó khác xa so với những gì mà mình tưởng tượng. Mọi người hãy nhớ ra rạp xem phim Cobra phần 2 vào ngày 23 tháng 11 này nhé.